Nàng muốn cho nó vào gia phả, còn là viết dưới tên nàng. Chẳng lẽ nàng điên rồi à? Ở tiệc thi văn, ngài đã thừa nhận trước mặt mọi người thằng bé là tam công tử của La Phủ. Ngài định đổi ý à? Hơn nữa hiện giờ thằng bé đã là học trò của Tôn tiên sinh rồi. Lúc đó là tại ta bị ép buộc. Giả lại Tôn tiên sinh coi trọng La Phủ, chứ chưa chắc đã coi trọng nó. Tam công tử có tài, Tôn tiên sinh trân trọng tài năng, sẽ không nói một đằng là một nẻo. Thôi nhé, chuyện này không bàn bạc thêm gì nữa. Cho dù mẫu thân có tới, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Người đâu? Nhị gia, gọi thằng nghiệp chướng là thằng diễn kia tới đây cho ta. Ta đây cũng muốn hỏi, từ bao giờ mà nó có suy nghĩ vô lý thế này? Nhị gia, nhị gia, Tôn Giới tiên sinh tới phủ thăm hỏi à? Còn có cả Tưởng đại nhân của Đại Lý Tự nữa. Sao hai người họ lại tới? Nhị gia mau ra đi ạ. Giờ tam công tử đã, nói chuyện với nàng sau nhé. Đi thôi. Tôn tiên sinh, Tưởng niên huynh, sao hôm nay lại có thời gian tới thăm phủ thế này? Tưởng đại nhân hôm nay phấn khởi, cứ một mực kéo ta tới La Phủ bằng được. Chúng ta tới để chúc mừng La đại nhân đây. Có chuyện gì đáng mừng sao? Hôm trước hoàng thượng đột nhiên hỏi ta về mấy điểm nan giải trong pháp luật của tiền triều. Trong chốc lát ta không biết trả lời thế nào. Trong cơn nguy cấp, ta bèn chạy ngay tới xin Tôn tiên sinh giúp đỡ. Đúng lúc đó Tôn tiên sinh không có nhà, may thầy có tam công tử giải đáp thắc mắc giúp ta, còn giúp ta soạn một văn thư cực kỳ chi tiết. Nó giải đáp thắc mắc giúp ngài ư? Xin Tưởng niên huynh đừng trách, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất dày. Chuyện lớn trên triều đình tới lượt con bàn luận sao? La đại nhân, ta đã đọc được văn chương mà thần diễn viết rồi, viết rất toàn diện, rất thỏa đáng. Nào chỉ mỗi thỏa đáng, hôm nay hỏi đáp trên điện, hoàng thượng còn khen ta đấy. Ta đây không dám tham công đâu. Tôn tiên sinh dạy được một đồ đệ giỏi thật. La lão đệ, ngài được một người con trai ra gì đấy? Thần diễn cũng chỉ từng đọc vài cuốn sách, ghi nhớ một vài câu chữ vụn vặt thôi à. Đại nhân quá khen rồi. Còn duy tiệc hơn sinh được một đứa con thế này. La lão đệ à, tiền đồ ngày sau của La tam công tử sẽ sáng lạng lắm đấy. Tưởng niên huynh, không dám không dám. Ai nói học trò của ta không được hả? Thần diễn, khoa cử sắp tới rồi, con đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư nhé. Hay cho La thần diễn nhà ngươi dẫn được cả cấp trên ta lẫn Tôn tiên sinh tới phủ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi bớt giả ngu với ta đi. Nếu ngươi không muốn cho con vào gia phả thì con cũng chẳng ép. Học khôn rồi nhỉ? Con nghĩ ra cách lấy lùi làm tiếng. Nếu ngươi không vào gia phả thì không thể tham gia khoa cử. Tới lúc đó ta biết ăn nói với Tôn tiên sinh thế nào. Cả kinh thành đều sẽ nghĩ ta đối xử hà khắc với con trai, lòng dạ hẹp hòi, không phải người cha nhân từ. Người lo lắng quá rồi. Giống người cũng đâu phải một người cha nhân từ. Năm đó ta không nên giữ ngươi lại trong phủ. Giờ ngươi cũng có thể đuổi con ra khỏi phủ mà. Ngươi đang uy hiếp ta à? Không phải. Nhưng nếu ngươi cứ thích nghĩ vậy, con cũng không còn cách nào khác. Con còn việc cần làm, xin phép lui xuống trước. Phải rồi, con báo trước với người một tiếng là Tôn tiên sinh dặn con đi học bài. Đứng lại, ta vẫn chưa nói xong đâu. Giận cá chém thớt gì đấy? Mẫu thân, ta nhìn thấy thần diễn rồi. Thành Chương à, bao nhiêu năm qua con cũng chưa làm hết trách nhiệm của một người làm cha. Con nói xem, con cái xa cách với con thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nào chỉ là xa cách, phải gọi là phản nghịch mới đúng. Phản nghịch
Thế tức là con giận thằng bé à? Thôi, đã ngần ấy năm rồi, chuyện này cũng chẳng có ích gì. Con trai, cho nó qua thôi. Để nó qua đi. Thằng bé cũng sắp sửa tham gia khoa cử rồi. Thằng bé chỉ có thể lấy thân phận công tử La Phủ đi tham gia khoa cử. Hơn nữa, còn phải lấy thân phận đích tử nhị phòng của con để đi. Mẫu thân, cho nó vào gia phả đã là cho nó thể diện rồi. Tại sao cứ nhất định phải lấy thân phận đích tử? Thằng bé bắt buộc phải là đích tử. Như vậy thân phận của nó mới không bị người khác chỉ trích. Nó mới có thể trở thành người của La Phủ một cách chân chính. Ta biết là con không thích thằng bé, nhưng con là gia chủ của La Phủ. Con phải đặt đại cuộc lên hàng đầu, đặt La Phủ lên hàng đầu. Con biết không? Ta cũng biết là những năm nay, vì muốn chấn hưng La Phủ, mà con đã gửi gắm mọi hy vọng lên người Hiên Ca. Nhưng biểu hiện của Hiên Ca ở tiệc thi văn, con cũng thấy rồi đấy. Như vào sức của mình đó, liệu có gánh vác nổi La gia này không? Con trai là mẫu thân thất vọng rồi ạ. Ta không có ý trách con. Ta chỉ muốn để con biết cục diện của La Phủ hiện giờ thôi. Con cứ ở một mình rồi bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Được rồi, không làm lỡ thời gian của con nữa. Gọi thần diễn tới đây đi. Lão phu nhân, người định nhận cậu ấy à? Có thứ đó ở đây, kiểu gì cũng dính dáng tới La Phủ thôi. Ta mong thằng bé sớm ngày vào gia phả. Thế thì sự hưng suy thăng trầm của La Phủ sẽ gắn liền với nó. Hễ làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ càng hơn. Có thất cô nương ở đây, cậu ấy có không quan tâm tới La Phủ thì cũng phải quan tâm tới thất cô nương. Con bé Nghi Ninh này cũng đủ làm ta lo lắng rồi. Giờ bên cạnh con bé có thêm một người cũng là chuyện tốt. Vâng. Lão phu nhân. Lão phu nhân. Tôn tiên sinh đã nói cốt cách và hoài bão của con được kế thừa hoàn toàn từ tổ phụ Văn Trai của con. Nhưng La Phủ hưng thịnh do đây, mà cũng lụi tàn do đây. Chính bởi cốt cách đó đã khiến trăm năm vinh quang của La Phủ chịu tổn hại. Nhưng lão phu nhân vẫn đang giữ gìn di nguyện của lão thái gia. Chính cốt cách này cũng đã từng tạo dựng nên vinh quang trăm năm của La Phủ. Tổn hại chỉ là tạm thời mà thôi. Cốt cách còn, rồi sẽ có vinh quang. Phụ thân con đã nói chuyện với con rồi. Đã nói rồi ạ. Nghĩ lại, có lẽ nó cũng chẳng ăn nói lại được con. Sau này, con là đích tử của La Phủ, nhưng tuyệt đối không được quên. Dẫu sau đó vẫn là phụ thân con. Dân. Lão phu nhân, ta biết con muốn nói gì. Nếu sau này con có thể nhìn thấy thứ đó, thì con sẽ biết lý do hôm nay ta không thể đưa nó cho con. Đi đi, thay bộ y phục khác, ta đã chuẩn bị gia yến cho con rồi. Vâng, lão phu nhân. Vâng. Thưa tổ mẫu.
Mẫu thân, ngồi đi. Tổ mẫu, mẫu thân, ngồi đi. Tổ mẫu. Thần diễn, lại đây ngồi đi. Tổ mẫu, ngồi vào bàn đi. Dân, Tam ca, ngồi đây đi. Gần mẫu thân một chút. Đây là gia yến. Sao hắn lại đến đây? Hôm nay ta tổ chức gia yến vì muốn tuyên bố một chuyện. Thần diễn sẽ vào gia phả làm con thừa tự của nhị phòng, sau này sẽ là đích tử của nhị phòng. Tốt quá rồi. Sau này con sẽ là cháu ba của ta một cách đường hoàng rồi. Chúc mừng tam đệ. Đa tạ đại tỷ. Nếu con đã vào thư trai của Tôn tiên sinh thì phải cố gắng hơn nữa, không được làm La Phủ mất mặt. Dân, thưa phụ thân. Ăn cơm đi. Đây đều là các món tủ của đầu bếp, con ăn nhiều vào. Cảm ơn đại nương tử. Tam ca, nên sửa cách gọi đi. Đa tạ mẫu thân. Nào, con trai. Con gầy quá, ăn nhiều vào. Đa tạ mẫu thân. Thiếu An, ngươi nhìn kỹ vào. Bên này, nghiêng búi tóc sang trái xíu. Ngươi chải vẫn bị lệch kìa. Búi tóc đấy nên chết sang trái chút. Lệch rồi. Ngươi nhìn kỹ đi, có phải ngươi không nhìn rõ không? Tuyết Chi, em chải đi. Dân. Phát quan này ngụ ý cao khiết, mong tam ca giữ vững tấm lòng son, tấm lòng rộng mở, một lòng hướng thiện. Chiếc đai lưng này khảm khấu bình an do chính tay ta đính lên đó. Mong quãng đời còn lại của tam ca suôn sẻ, không có tai họa bệnh tật, không có trắc trở. Chiếc áo choàng này do Liên Thu Cát làm gấp mấy ngày liền mới xong. Huynh xem, tường dân trên áo có ngụ ý may mắn, thuận lợi. Bông tam ca đổ cao trong kỳ thi sắp tới, tiền đồ như gấm, đừng làm quan suôn sẻ. Tam ca, tỉnh đường đã mở. Sau này, chúng ta là người một nhà thật sự rồi. Tuyên độ tỉnh nghi, khúc tỉnh thành tụng, vào từ đường. Tổ tiên Lai Gia trên cao, nay có cháu trai đời thứ 36, đích trưởng tử của Lâm Thị Nhị Phòng, La Thần Diễn, xin vào tỉnh đường, thêm vào gia phả, kính bái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban gia phả lên. Cháu trai đời thứ 36 của La Phủ, đích trưởng tử của Lâm Thị Nhị Phòng, La Thận Diễn, kính bái tổ tiên. Nhờ ơn tổ tiên, con cháu bất hiếu La Thận Diễn nay được vào tỉnh đường, quỳ xin vào gia phả, vái lạy trăm lần. Kết thúc buổi lễ, Thận Diễn, con đã vào gia phả rồi thì đã là con cháu của La Gia một cách danh chính ngôn thuận. Từ nay về sau, con phải coi việc làm đảng danh La Gia làm nhiệm vụ của mình. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, không được bôi nhọ thể diện La Gia, không được làm chuyện sỉ nhục thể diện và danh dự của La Gia. Con đã nhớ chưa? Thận Diễn xin ghi nhớ lời phụ thân dạy. Trịnh Mama, Trịnh Mama, sao bà lại? Không sao chứ? Trịnh Mama, sao bà không nói không rằng mà đã đi rồi? Cô nương, hôm qua ta đã chào từ biệt lão phu nhân rồi. Ta không muốn nói cho cô nương biết, vì sợ đôi bên sẽ đau buồn. Ta còn chuẩn bị nhiều đồ tốt để tặng bà đây. Thanh Cường, em mang những thứ ta đã chuẩn bị lên xe ngựa cho Mama đi. Sau khi ta đi, cô nương phải cẩn thận đấy. Lão nô cũng không đỡ xa cô nương, nhưng ta ở lại La Phủ cũng không có ích gì cho cô nương, mà ngược lại. Sau này nếu cô nương có cần gì thì cứ bảo Thanh Cường viết thư cho ta là được. Vì này là La Tam công tử đúng không? Trịnh Mama, mấy hôm nay ta đến La Phủ đã nghe nói Tam công tử và cô nương nhà ta rất thân thiết. Hôm nay công tử vào tỉnh đường là đã thành đích tử của Nhị Phòng, sau này sẽ là trụ cột của La Phủ, càng là huynh trưởng ruột thịt của thất cô nương. Tại đây lão nô cảm ơn Tam công tử trước. Sau này xin Tam công tử chăm sóc thất cô nương nhà ta nhiều hơn. Xin Trịnh Mama cứ yên tâm. Trịnh Mama, bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe.
Trình Mama đúng là rất trung thành với muội. Đáng tiếc bảy vẫn không chịu nói cho ta biết tại sao năm đó sau khi mẫu thân ta qua đời bảy lại đột ngột rời đi. Có lẽ có điều gì bất đắc dĩ khó nói. Cô nương muốn mua gì? Cô nương, người còn mua nữa à? Tức mặt hiên này quá đổi giản dị, nhưng ngày nay đã khác rồi. Mẫu thân cũng nói nên mua thêm vài thứ, nhưng cũng không cần cô nương tự ra ngoài, giao cho bọn ta làm là được rồi. Ta ở trong phủ cả ngày sắp ngột ngạt chết rồi. Cửa tiệm đắt khách cho thuê, mọi người đến xem nào. Cửa tiệm đắt khách cho thuê, đằng sau là sông, mặt tiền là phố. Đây, qua xem thử. Được, đến xem nào. Cửa tiệm đắt khách cho thuê, mọi người đến xem đi. Chỗ đằng sau là sông, mặt tiền là phố mà người nói là ở đâu thế? Cô nương, cô đang tìm cửa tiệm sao? Nhưng ta không định mở quán rượu, nên mặt tiền là phố cũng tốt thật. Đằng sau là sông thì không cần. Nhưng ta nghĩ con phố này sầm uất thế, cửa tiệm tốt như vậy chắc sớm đã cho thuê rồi nhỉ? Thật trùng hợp quá, chẳng phải là đây sao? Mặt tiền phố, sông đằng sau. Nếu cô thích, ta cho cô giá này, thấp nhất toàn thành đấy. Chính là cửa tiệm này. Đúng vậy, để ta dẫn cô đi xem. Bên cạnh là tiệm nến hương, đằng kia lại là góc nhọn tụ sát khí. Ta thấy cũng không tốt lắm. Cô nương, ông chủ lấy cái này. Được, thêm một ít nữa. Mua đồ tốt gì thế? Cháu Bảy, sao hai người lén ra ngoài thế? Dạo này mẫu thân ta đang kèm sân ca học hành, chẳng có thời gian quản ta, nên ta lén ra ngoài chơi. Cháu Bảy, con đang xem cửa tiệm mà. Nếu con muốn làm ăn thì nhớ rủ ta nhé. Ta chỉ xem đại thế thôi. Hay là lát nữa mình cùng ăn cơm đi. Hai cô ấy xách nhiều đồ quá, sắp không đổi rồi. Bọn muội phải về trước. Được, giờ muội về đi. Thế hai người cứ dạo tiếp đi. Sao thế? Cháu Bảy của ta trước giờ rất có chủ kiến. Vừa rồi nói chuyện với người môi giới, khá chắc là muốn làm ăn thật. Nhưng nữ tử khuê phòng sao có thể lộ mặt làm ăn chứ? Ta có thể thay mặt, đến lúc ấy ta cùng đó làm ăn kinh doanh. Rủ thêm con nữa, ta không có nhiều tiền thế. Không có tiền thì góp sức. Thôi được, giờ thì đi ăn trước đã, ta đói rồi. Đi thôi. Cô nương, vừa rồi người định tìm cửa tiệm thật à? Trước đây ta luôn theo học mẫu thân quản lý sổ sách, chỉ mong sau này có cái nghề phòng thân. Cô nương, nữ tử sao có thể ra ngoài phơi mặt chốn đông người? Hơn nữa La phủ còn là dòng dõi thư hương, có người làm quan, trước giờ xem thường phường lái buôn. Những gia tộc lớn thường không tự mình ra mặt, mà cần một người giúp đỡ. Nhưng mà chi phí trong phủ chảy đi như nước, làm sao mới tốt đây? Ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống, không có gì xấu hổ cả. Nhưng các em nói đúng, ta nên tìm một người để thay mặt ta. Và Lục Cửu Gia khi nãy chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Đúng vậy, son phấn kem dưỡng ấy làm, cả thuốc trị thương phối chế đều bán chạy hơn các tiệm lớn trong kinh thành. Tiền công của đám nha hoàn ở phủ đều vào túi của ngày ấy rồi. Lục Cửu Cửu không được. Bây giờ mẫu thân đang lo chuyện thi cử của người, ta không thể làm mẫu thân buồn thêm. Công tử, chúng ta đã đợi ở đây 3 ngày rồi. Ít nhiều gì, ngài cũng ăn chút gì đi. Ta không muốn ăn. Tiểu nhị, bọn ta đi hai người. Hai vị khách quan đợi chút, ta đi hỏi trước đã. Lục cô nương, Hàn công tử. Lục cô nương, trùng hợp quá, hai người cũng đến ăn sao? Phải, thật trùng hợp, không ăn cơm lẽ nào đợi người? Đúng vậy, ta đang đợi Lục cô nương đây. Huynh đợi ta làm gì? Xin lỗi hai vị khách quan, đã đầy khách hết bàn rồi. Hay hai vị ngồi bên này đợi chút nhé. Không cần, chúng ta đến quán khác. Nếu hai vị không thấy phiền thì có thể ghép bàn với ta. Không phiền, phiền. Vậy thì làm phiền Hàn công tử rồi. Không phiền. Lục cô nương xem thử muốn ăn gì. Để ta xem.
Ta muốn hai món này là được rồi. Được rồi, đợi một chút. Biết kiềm chế rồi, có tiến bộ. Mời. Giòn ngọt thơm phức. Dẻo dai vừa miệng. Ngon thật. Ngon lắm. Sao Lục cô nương ăn gì ngươi cũng ăn theo thế? Ngươi thật là kỳ lạ. Từ nhỏ ta đã không hứng thú với đồ ăn thức uống. Đã khám rất nhiều đại phu cũng không có cách chữa. Nhưng từ khi thấy Lục cô nương ăn, ta thấy những món ăn này vừa thơm vừa ngon. Thế là có thể ăn được. Trước đây người từng kê đơn cho ta, hay người cũng kê cho Hàng công tử đi. Đảm bảo Quỳnh ăn gì cũng ngon miệng. Ta quên đơn thuốc rồi. Quên rồi á? Không sao, ta vẫn còn giữ. Lần tới ta sẽ mang cho Quỳnh. Đó là của ta. Người đã cho ta thì đó là của ta. Hơn nữa ăn uống là chuyện hạnh phúc. Nếu không ăn được thì khổ lắm. Cả ngày con chỉ biết ăn với ăn. Con mập rồi chẳng ai lấy thì chỉ biết khóc cho xem. Ta lấy. Ta thật sự có thể lấy. Ta không gả đâu. Mau ăn đi, mau ăn đi. Ăn thôi, ăn thôi, đồ ăn nguội rồi. Mau ăn đi, ăn đi. Nhanh, món kia sắp nguội rồi. Công tử, Trình trưởng quầy nói mở tiệm thuốc ở đâu chờ ngài quyết định. Mở tiệm thuốc là tích đức làm việc thiện, khám miễn phí hàng tháng, cũng cứu được tính mạng nhiều người nghèo khổ. Chuyện này nhất định phải làm thật tốt. Ta hiểu rồi. Những thứ này là do lão phu nhân Lâm đại nương tử và Trần đại nương tử gửi đến. Từ khi ngài trở thành đích tử của La Phủ thì đãi ngộ khác hẳn. Gói lại đi. Dân. Những vật dụng này cũng là mới sắm phải không? Bàn trà mới đưa tới, và những đồ nho nhỏ trên bàn sách đều do thất cô nương tự tay chọn. Khỏi nói chứ, sau khi đổi mấy thứ này vào thì cả căn phòng thanh nhã hơn nhiều. Cái chặn giấy này là cá chép sao? Cô nương muốn công tử cá chép dược vũ môn sao? Có dược hay không cũng không quan trọng với mùi ấy. Không ngờ lần trước ta tặng đèn cá chép cho mùi ấy mà mùi ấy vẫn nhớ chuyện này. Công tử, ngài và thất cô nương đã được ghi tên vào gia phả là huynh muội ruột thịt rồi. Sau này e là hai người. Cô nương, người đã xem lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Hay là tìm Tam công tử giúp đỡ. Tam ca bị Tôn tiên sinh gọi đến phủ đã rất vất vả rồi. Mà đây cũng là việc riêng của ta. Cháu Bảy, Lục cửu cửu. Sao Lục cửu cửu lại đến đây? Xem đi, cái gì đây? Đây là son phấn, dầu thơm, thuốc cao do ta làm ra. Cháu Bảy, con mở tiệm thì nhất định phải để ta góp một phần. Con đừng qua loa với ta nữa. Lục cửu cửu, ta biết chắc chắn là con ngại đại tỷ của ta. Nhưng người sống trên đời đều có tài năng riêng. Ta không có khiếu thi cử, nhưng riêng việc chế tạo mấy thứ này thì cả kinh thành không ai hơn được ta đâu. Vậy Lục cửu cửu không lo áp lực từ mẫu thân và Lâm phủ sao? Thi cử học hành gì đó từ nhỏ ta đã không thích, cũng không làm tốt. Vậy sao phải tranh giành với người khác? Tóm lại, ta muốn tự tạo ra sự nghiệp của riêng mình. Lục cửu cửu, người khiến ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy. Con đừng có khen ta nữa. Chúng ta làm tốt việc này vẫn quan trọng hơn. Vậy đi, ta sẽ lo những thứ này. Còn con lo tiền và người. Chúng ta bàn bạc làm ăn. Được. Xem đi. Các vị, cửa tiệm này của ta được đấy chứ? Vị trí thì được đó. Nhưng giá cả thì
Giá mà ta đưa ra rất hợp lý rồi. Ông chủ trước thuê cửa tiệm này để làm ăn phát đạt suốt 10 năm. Nếu không phải trong nhà có biến cố thì ông ấy sẽ không chịu chuyển nhượng đâu. Chính vì ông chủ cũ đã làm 10 năm nên giờ cửa tiệm của ông vừa cũ vừa tồi tàn. Nếu ta thuê lại chỗ này thì còn phải sửa sang lại, phải tốn 3 phần giá thành đấy. Ta có quá đáng quá không vậy? Tiền vốn có hạn, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Ông chủ, bọn ta thành tâm thành ý muốn thuê lại cửa tiệm này. Ông để giá rẻ hơn cho bọn ta đi. Bớt được cho cô nhiều nhất 1 phần, 2 phần. Không được, không được. Ông chủ, ông xem cửa tiệm này của ông lớn như vậy, hội làm ăn nhỏ bình thường cũng không thuê nổi. Nếu không cho bọn ta thuê, ông để trống 1 ngày, coi như là lỗ 1 ngày. Nếu cho thuê sớm 1 ngày thì có thể thu hồi vốn sớm 1 ngày rồi. Cô giỏi ăn nói quá. Hay là... thì ông chủ, xin chờ một chút. Giỏi đấy, ta thấy chuyện này thành công chắc rồi. Ngài là... ta thuê chỗ này. Ông là ai? Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Ông đến muộn rồi, bọn ta thuê cửa tiệm này rồi. Đúng. Đã ký khế ước chưa? Chưa ký khế ước thì chưa tính. Ông chủ, giờ bọn ta ký luôn. Ông chủ, ông ra giá bao nhiêu cho họ? Ta trả thêm 1/10. Thật sao? Tại hạ là người của cửa tiệm Long Tuyền. Cửa tiệm này ta thuê chắc rồi. Giá cả dễ bàn thôi. Xin ngài chờ một lát, ta sẽ đi lấy khế ước cho ngài ngay. Cửa tiệm Long Tuyền thì sao chứ? Cửa tiệm Long Tuyền thì có thể tăng giá ngay à? Tăng giá như vậy thật vô lý. Thương trường như chiến trường. Cô nương, nếu cô muốn nói lý lẽ thì chỉ bằng về nhà làm nữ công rồi chờ xuất giá đi. Ông chủ, không phải ông ta tăng 1 phần à? Ta cũng tăng. Ta tăng 2 phần, ta tăng 3 phần. Ta tăng 3 phần. Ta tăng 5 phần. Ông, cô nương, nói thật với cô nhé, dù cô có tăng gấp đôi thì ta cũng theo luôn. Ông chủ của bọn ta đã nói nhất định phải thuê được cửa tiệm này. Ngài xem đi. Nếu mà là ở Lâm An, ta nhất định sẽ lấy tiền đập chết ông ta. Cháu ba, Tam ca, sao con lại tới đây? Ta đi ngang qua. Ban nãy đứng ngoài nghe tiếng giống của mọi người. Tam ca, quên mau giúp bọn ta đi. Mọi người muốn thuê cửa tiệm mà. Cháu ba, con thông minh nhất. Con mau nói lý giúp bọn ta đi. Bọn ta đã bàn bạc xong rồi. Kết quả gặp người này tăng giá ác ý, bắt nạt người khác quá đáng. Bọn ta đã ưng ý cửa tiệm này trước. Ông xông vào rồi tăng giá ác ý. Ông làm như vậy là không đúng. Ta cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ bọn ta thôi. Tam ca, ông ta nói bọn họ là cửa tiệm Long Tuyền gì đó. Ban nãy nói nghe quách lắm. Cửa tiệm Long Tuyền, cửa tiệm Long Tuyền thì làm sao? Cửa tiệm Long Tuyền làm chuyện gì cũng luôn coi trọng quy tắc. Cách làm việc này của ông sẽ làm tổn hại đến danh dự của cửa tiệm Long Tuyền đó. Vị công tử này nói rất có lý. Cô nương, nếu các cô không trả được tiền thuê cao hơn ông ấy thì thôi, đi tiệm khác đi. Bọn ta còn phải ký khế ước nữa. Không, không trả được gì cơ. Tam ca, lúc nãy ông ta nâng giá lên 5 phần, ta thực sự không trả nổi. Nhiều tiền như vậy, ông nâng giá tận 5 phần á. Vậy ông nói rõ xem, rốt cuộc ông đang buôn bán thứ không chính đáng gì mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông chủ, ông nghĩ cho kỹ đi. Tiền bạc là chuyện nhỏ, chứ nếu lỡ dính đến kiện cáo, ông suy nghĩ cho kỹ đi. Ta còn chưa hỏi ông nữa. Ông thuê cửa tiệm này của ta để buôn bán gì vậy? Ta định... ông ấp úng gì chứ? Trưởng quầy, dù thế nào đi nữa, mặc dù bọn ta ít vốn, nhưng cái bọn ta làm là làm ăn buôn bán chân chính. Thuê cửa tiệm thôi mà hỏi kỹ thế. Không thuê nữa, không thuê nữa. Đi thông thả. Ông chủ, chúng ta ký khế ước đi. Thành công rồi. Vẫn là Tam ca giỏi nhất. Thành công rồi. Coi như đã có một bước tiến quan trọng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cửa tiệm đắt khách số 1 kinh thành rồi. Trong cửu cửu vui thật đấy. Không ngờ hôm nay Tam ca lại đi ngang qua đây. Thật trùng hợp, chúng ta lại ở đây bàn chuyện thuê cửa tiệm. May mà chúng ta đã đồng tâm hiệp lực thuê được cửa tiệm này. Giờ đã chọn được cửa tiệm rồi,
Nhưng con đường làm ăn sau này thì không hề đơn giản như muội nghĩ đâu. Chẳng lẽ còn khó hơn cả con đường mà nữ tử bọn ta phải đi trên đời này sao? Ta không sợ. Đừng cười nữa, có gì đáng cười à? Chính miệng hay dặn Trịnh trưởng quầy phải thuê được cửa tiệm bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng thì hay rồi, giúp thất cô nương hủy luôn việc làm ăn nhà mình. Thế thì đã sao? Ta tự có tính toán. Công tử, sao thất cô nương đang yên đang lành lại đột nhiên muốn mở cửa tiệm nhỉ? Mỗi ấy muốn sau này tay làm hàm nhai, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cô ấy sinh ra trong La Phủ, mấy chuyện quan lại thế gia như thế này đâu cần cô ấy lo nghĩ mà nhỉ? Mùi ấy không giống những nữ tử khác. Ngươi thở dài cái gì? Ngươi thở dài làm ta bạc tóc luôn rồi. Kể từ ngày mai không gặp ai hết, ta phải ôn tập bài vở. Công tử, ai cũng không gặp thật à? Im miệng, ta phải ôn bài. Độc cá nóc ư? Đúng vậy. Độc cá nóc tập trung nhiều ở nội tạng. Hơn nữa có mùi tanh rõ ràng. Muốn trộn độc cá nóc vào trong lá trà mà không bị người uống phát hiện ra thì nhất định phải có một người cực kỳ giỏi xử lý cá nóc, tinh luyện độc tố rồi trộn vào lá trà. Ai lại đi tinh luyện loại độc này chứ? Dù là để làm thức ăn hàng ngày thì cá nóc cũng rất khó chế biến. Còn nếu muốn tinh luyện độc tố thì ít nhất cần có một đầu bếp tinh thông việc này giúp đỡ mới được. Bạch quản gia. Thất cô nương có gì dặn dò? Bạch quản gia, dạo gần đây ta thấy rất thèm ăn. Nghe nói món cá nóc rất tươi ngon, nên muốn xin bạch quản gia chỉ cho chỗ nào có đầu bếp làm món cá nóc. Ở quán rượu Lục Hợp có món này. Nếu thất cô nương muốn ăn thì để ta sai người đi mua. Ta biết. Nhưng món cá nóc ở quán rượu Lục Hợp vô cùng khó mua. Bảo đầu bếp trong phủ chúng ta tự làm món đó không phải tốt hơn à? Ở kinh thành không có nhiều người biết ăn món này. Đầu bếp biết làm món này thì lại càng hiếm hơn. Muốn tìm được ngay thì thực sự là không được. Trong phủ chúng ta chưa từng ăn cá nóc sao? Ta tới phủ này đã hơn nửa đời người rồi, thật sự là chưa từng có. Món đấy thường phủ chúng ta không làm, vì không chế biến cẩn thận là sẽ chết người đó ạ. Là cá nóc này. Đúng vậy, đây là cá nóc kho tàu, món ăn nổi tiếng của Giang Nam. Con đã cất công đi tìm bạch quản gia, bảo ông ấy tới quán rượu Lục Hợp mua về đó. Mọi người mau thử đi. Món này ở phía Nam làm ngon lắm, ở kinh thành thì rất hiếm thấy. Mỗi ngày quán rượu Lục Hợp chỉ bán cực kỳ ít, vậy mà muội lại mua được nhiều thế này. Thất muội, cá nóc này có độc đấy. Muội cũng dám ăn à? Đúng là cá nóc có độc, nhưng nếu xử lý tốt thì là món ngon đó. Đông Pha tiên sinh từng nói, với hương vị của nó thì cũng đáng chết một lần. Tỉ nhìn cái nết của hắn đi, ăn có bữa cơm cũng nhắc Đông Pha với chả Tây Pha. Nhị gia, ngài cũng thử đi. Ta không ăn cái này. Sau buổi gia yến hôm nay thì chưa đầy nửa tháng nữa sẽ tới kỳ thi. Thận diễn, hiên diễn, sơn diễn, ba đứa phải tập trung vào đó. Thất muội muội, từ nhỏ ta đã thích ăn món này rồi, nhưng kinh thành lại bán ít quá. Món cá nóc kho tàu này thực sự rất ngon, không uổng công ta cứ mong nhớ suốt. Nghi Ninh, Tam ca, sao hôm nay muội lại đột nhiên muốn ăn cá nóc vậy? Là vì chuyện của Cố đại nương tử à? Tại ta thấy thèm, muốn ăn cá nóc thôi. Tam ca đừng nghĩ nhiều quá. Hôm nay quên hãy nghỉ ngơi thật tốt, ôn tập bài vở cho kỹ đi.
Công tử, chúng ta cũng về thôi. Được. Đại nương tử, công chúa phái người tới. Công chúa phái người tới làm gì? Nói là muốn tặng đồ cho Lục cô nương. Mẫu thân, những thứ này là cho con sao? Đúng đó, mau ăn đi. Nhưng không phải người không cho con ăn điểm tâm mà. Giờ mẫu thân đã hiểu ra rồi. Trước đây cứ ép con làm chuyện mà con không thích, con không vui, trong lòng ta cũng không thoải mái. Nên thôi cứ theo ý con luôn. Muốn ăn thì cứ ăn, không muốn giảm cân thì không giảm. Không muốn xuất giá cũng không cần vội nữa. Chuyện của phụ thân và huynh trưởng con cứ để họ tự suy nghĩ đi. Con chỉ cần sống vui là được. Mẫu thân, con ngoan, mau ăn đi. Vậy con sẽ thử cái này trước. Ngon không? Ừ.